Mời chị Liên. Mời chị. Kính thưa cha và các thưa anh chị em, hồi sáng con đi lễ nhà thờ San Francisco de Paul thì cha Jerome có giảng là trong bài phúc âm thì có nói là các người ở trong hội đường tức tối là vì họ, cha nói là cái vấn đề ở đây trong bài này là những người Do Thái họ không chấp nhận là Thiên Chúa yêu thương mọi người. Họ chỉ nghĩ là Thiên Chúa ít chỉ yêu thương cho dân tộc Do Thái thôi, chứ không yêu thương dân tộc, những dân tộc khác hay tất cả mọi người. Thì qua cái bài này đó, thì Chúa nói là ở có hai chữa cho cái người tiên tri Naaman và người bà quá đó, thì họ tức tối. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta là khi mà chúng ta phải mở rộng lòng ra để đón nhận tình yêu Chúa, và tình yêu của Chúa thì không có biên giới, không có ích kỷ. Và khi mà nhận tình yêu của Chúa thì mình cũng trao ban cho những người khác, không phân biệt là người giàu, người nghèo hay là một người khác xứ với mình, và mình giúp đỡ mọi người. Và trước khi mà mình muốn có được như vậy thì mình phải, trong cuộc đời của mình phải trở về với Chúa, trở về với Thánh Thể để mình luôn luôn liên tục được có Chúa ở bên mình và Chúa giúp sức cho mình để mà mình mới làm được công việc tông đồ và đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Cảm ơn chị. Dạ thưa cha, ngày hôm nay con đi lễ San Columban, cha kiểm giảng trong bài phúc âm Chúa nói. Trong bài phúc âm cha nói là Chúa sống với những người Do Thái và Chúa lớn lên giữa họ, nhưng họ muốn đuổi Chúa. Thì áp dụng trong đời sống của chúng con là có những lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa không đến, hoặc là có những lúc chúng ta đóng cửa, không đón nhận Chúa, vẫn để Chúa đứng ở ngoài chờ đợi. Rồi cha khuyên chúng con là hãy nên mở cửa, đừng để Chúa đứng chờ đợi quá lâu. Thưa cha hết. Cảm ơn chị. Mời các anh chị trở lại Thánh Kinh. Chúng ta tuần trước đó có học về cách thức để mà sống lời Chúa ha. Ta lặp lại nha, lặp lại rồi chúng ta sẽ đi sâu vào trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và ý nội dung của Thánh Kinh. Lời Chúa khi anh chị em đọc thì luôn luôn để ý đến chân lý. Luôn luôn lời Chúa nói về một chân lý, một thực tại nào đó. Mầu nhiệm là thực tại huyền bí. Mầu nhiệm có nghĩa là thực tại huyền bí, một cái chân lý nào đó. Và chân lý đó nó cao xa, rộng, dài, sâu ở trong thế gian này, và nó vượt ngoài thế gian. Cái chân lý đó nó bao trùm hết. Và khi nghe biết chân lý thì mình tin nhận. Luôn luôn phải nghe chân lý. Trong đoạn Thánh Kinh này có bao nhiêu chân lý trong đó. Thứ hai, chúng ta nghe lệnh truyền, phải không? Đây đã học rồi, lệnh truyền. Lệnh Chúa truyền mà người nào làm theo có là điều kiện đó. Người làm theo thì được sống, sống hạnh phúc. Thứ ba, nghe lời hứa. Khi mà nghe ai đó hứa mình đó, thì mình có quyền mình thừa hưởng cái lời hứa đó. Thánh Kinh cũng vậy, sẽ có nhiều lời hứa trong đó. Và mình có, khi mà đã được lãnh nhận lời hứa đó thì mình có quyền để mình đòi cái lời hứa. Mình nhận lời hứa đó không có cần phải làm theo gì cả. Như người cha để lại di chúc cho con cái đó, để lại di sản đó, gia tài cho con, thì lúc đó là mình tới mình lãnh nhận thôi chứ không cần làm gì hết. Lời hứa tới và lãnh nhận và đưa cái giấy chứng ra, danh chính ngôn thuận, tôi là con của ông này nè, tôi lãnh lấy lời hứa. Phần đó mình cũng cần làm. Phần chân lý thì phải tin nhận, lệnh truyền thì phải thực hành, lời hứa thì đón nhận thôi. Sướng nhất là được nhận lời hứa. Thứ tư là để ý đến những gương xấu mà tránh, gương lành mà theo. Gương xấu và gương lành đó có thể là trong những câu chuyện dụ ngôn, hoặc là trong một cái sự kiện, sự việc nào đó xảy ra, hoặc là có một cái cuộc đối thoại hay là đối chất nào đó
giữa những nhân vật trong Thánh Kinh. Tốt, xấu, chúng ta phân biệt để mà chúng ta phân biện để mà chúng ta chọn lựa. Gương lành thì noi theo, gương xấu thì tránh xa. Ít nhất là có năm nha. Anh chị thấy năm rồi phải không? Chân lý, tin nhận, định truyền, thực hành hay là thi hành, lời hứa để nhận lấy hay là đón lấy đó, thấy không? Gương xấu để tránh xa và gương lành để noi theo. Còn thêm năm cái nữa, sau này sẽ nói. Trong đoạn Thánh Kinh này á, chúng ta rút được bài học nào? Trước khi các anh chị nói về cái bài học anh các anh chị rút ra được cho bản thân mình đó, dựa trên năm cái cột trụ đó, chân lý, lệnh truyền, lời hứa, gương xấu và gương lành đó. Thì chúng ta nghe cái cuộc đối thoại, nghe cái tư tưởng của những người hay là của những nhân vật đây, nghe tư tưởng của Chúa, nghe lời của Chúa nói, truy ra. Rồi, trong bối cảnh lịch sử, khi mỗi khi có ngày gọi là ngày Sa-bát, ngày hưu lễ đó, thì người Do Thái tề tụ về hội đường của họ. Hội đường của họ như là nhà nguyện của mình vậy đó. Và trong hội đường á, các anh chị những người đi sang Do Thái thì thấy, tôi chưa đi sang nhưng mà tôi có học cho nên tôi biết, tôi thấy trong hình thôi. Thì hội đường họ không có sắp xếp ghế như thế này, ngang như thế này. Họ sắp ghế chung quanh tường, nhỏ lắm, chung quanh tường thôi. Nó tương tự, dường như tương tự như thế này. Rồi chung quanh như là cái hình chữ U vậy đó. Chính giữa có cái bàn như thế này nè. Thì trong cái hội đường đó, thường thường tề tụ lại có 10 người đàn ông. Đàn bà đứng ngoài, cửa thì để cửa, không phải là cửa sổ như mình đâu, như là có họ đang gì đó, để người đàn ngoài, đưa bà đứng ở ngoài nghe thôi. Đàn ông ở trong đó, 10 người đàn ông. Nghi thức của họ đầu tiên là tề tụ lại 10 người đàn ông. Kế đến á, là họ đọc Shema Adonai, tức là họ đọc cái lời, gọi là cái lệnh truyền, cái luật tối cao đó, là nghe đây hỡi Israel. Shema có nghĩa là nghe đây, Shema là động từ nghe đó. Thiên Chúa, các ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa ngươi, chỉ có một Thiên Chúa độc nhất, các ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực các ngươi, là không được thờ phượng bất cứ thần nào khác đó. Họ thuộc lòng, họ công bố chung với nhau, giống như các anh chị mà bước vào trong nhà thờ đầu tiên á, là làm dấu thánh giá rồi đó, tuyên xưng đức tin của mình đó, làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì đầu tiên là họ Shema Adonai, thấy không? Phần kế đến đó là họ cầu nguyện chung, có lời cầu nguyện chung. Làm dấu thánh giá chưa phải là lời cầu nguyện chung, là có lời nguyện chung. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha, chúng ta dâng lời cầu nguyện, đó là cầu nguyện chung với nhau. Đó là phần thứ ba. Phần thứ tư là họ đọc luật. Luật tức là Torah, tức là một trong những cuốn sách ngũ năm cuốn trong là cái thuộc ngũ kinh đó. Ngũ kinh là năm cuốn sách đầu tiên. Việt Nam mình cũng có tứ kinh phải không? Nhớ mà phải không? Có học cái đó rồi. Mình có tứ thư chứ ngũ kinh, tứ thư ngũ kinh, Đại học Trung Dung. Mình có năm hoa kinh, đạo đức kinh, rồi kinh thi, kinh dịch, kinh thư. Là mình có Đại học Trung Dung, mình có những thứ đó. Đó. Thì họ có ngũ kinh của họ là Khởi Nguyên, Xuất Hành, Dân Số, Lê Vi và Thứ Luật. Đó là ngũ kinh năm sách. Họ đọc trong đó, họ đọc liên tục. Cứ mỗi lần tề tụ là đọc. Rồi kế đến đó học tiên tri. Giống như chúng ta có bài đọc 1 và chúng ta có bài đọc 2, đúng không? Thì chúng ta có bài đọc 1 đó, thường thường là Cựu Ước, và đọc 2 là Tân Ước. Thì họ đọc ngũ kinh cái như là Cựu Ước của họ đó. Học tiên tri, đọc tiên tri là tin mừng của mình đó, học tiên tri. Chúng ta thấy những cái điểm đó để đưa đến điểm quan trọng để coi Chúa ở chỗ nào. Và sau khi đọc sách tiên tri xong á, thì có lời giảng huấn. Thường thường họ đọc tiếng Hebrew, tức là tiếng Do Thái, là có người chuyển dịch lại, chuyển nghĩa lại qua tiếng Aramaic. Tiếng Aramaic, tiếng Amaria là tiếng của người của Chúa Giêsu nói, tiếng rất là phổ biến đó. Sau khi đọc xong, hiểu xong thì có một người đứng lên và giảng sách như là các cha đứng ra giảng. Khi mà giảng xong một cái đó thì ban phép lành. Phép lành xong thì đi về. Các anh chị thấy cái diễn tiến hay là cái tổ chức,
cách tổ chức của một nghi thức phụng vụ người Do Thái có giống Công giáo không? Có nghĩa là nghi thức thánh lễ Công giáo là con đẻ của nghi thức cầu nguyện hay là thờ phượng của người Do Thái. Mình cũng vậy mà, phải không? Nhưng mình không chối cãi được cái gốc của mình từ đâu ra. Tất cả là từ Do Thái ra đó.